một cốt hết trơn ha. Cái này là một cốt nha anh chị. Cái này là bên em giờ từ đây tới Tết đó, bên em có chương trình là mua một đơn hàng một cặp gì em tặng cho một cái gói kích rễ, mình về mình xài thử ha. Về mình xài kích rễ vô trong thời gian đầu nha anh chị. Mã số này là mã số 1. Mã số 1. Một cặp nhang vàng lá nhỏ. Quạnh đây là 10. Chiều cao của nó 46. Quạnh ở đây là 10 luôn. Chiều cao của nó là 52. Có mặt bông gì luôn nha anh chị. Cái đường kính bầu nó là 19 cỡ bầu 1 ha. Rồi, cặp nhang vàng lá nhỏ này mã số 1 450.000 bao ship. 450.000 bao ship chị ơi. Chiều cao của nó là 45.
Hoành ngay đây là 10 rưỡi. Rồi mã số 12, cặp này là 400.000, 23 ship mã số 12. Mã số 13 à, nó hơi nhìn mình chỉnh cho thẳng lên nha anh chị. Mã số 13. Ô, cái này nó tép cái này lâu rồi nha anh chị. Nhánh này là như hồi bình thường nha. Đây có nhánh này đây thì nó gãy này, quên cắt bỏ. Đây nó hơi cắt sấy đây. Hoành ở đây là 9, chiều cao nó là 43. Hoành ở đây là 8 thôi nha anh chị. Cặp này nó hơi nhỏ ha. Rồi mã số này là mã số 13, 350.000 em bao ship. Mã số 14, hoành đây là 9 rưỡi, chiều cao nó là 48. Hoành đây là 9 rưỡi luôn, cây đâm trời hết rồi nha anh chị. Rồi mã số 14, 350.000 em bao ship. Mã số 15, mã số 15, hoành ở đây là 10 rưỡi, gần 11 nha anh chị, chiều cao đó là 45. Hoành ở đây là 10. À, đế này ha. Đây này có đế. Mã số 15, cặp này 400.000 em bao ship. Rồi, xin chào tất cả cô chú anh chị đam mê cây cảnh ha, đặc biệt là giống sâm trái nha anh chị. Nay em về được lô sâm trái này, cây này nói chung là người ta đã vô bầu cũng lâu rồi. Đó. Cây sống khỏe, nó ăn rễ nó ăn tới dưới này luôn rồi. Đó nè. Đó, cây thì nó bự, một số cây thì bự bằng đầu đũa ăn. Đầu cũng nhỏ ha, đầu đũa ăn hoặc bự hơn đầu đũa ăn. Thì nói chung tóm lại cỡ bằng đầu đũa ăn anh chị ơi. Đó, nè, mà cây nó dài nè. Đó, cây này thì tầm 2 gan. Đó, tầm 2 gan nha anh chị. Nói chung là tầm 2 gan. Đó, nè tầm 2 gan. Đó, 1 gan, 2 gan, cỡ 2 gan của em á. Thì cái này thì này lô này mới về nè, hàng đẹp không nè anh chị ơi. Đó, cái bầu nào cũng là nó bự bự hết trơn à. Người ta nó vô bầu bự để cho nó mạnh á. Cái cây này rất là mạnh ha. Nè, ăn rễ bít cái bầu hết trơn nè. Cái lô này thì em giao lưu với anh chị thì chỉ 6 cây. 200.000 em bao ship ha. Em bao hàng sâm trái, nếu mà nó ra sâm bông thì một em đền 2 cho anh chị. Thì bộ như có cây nào mà sẽ ra sẽ ấy là em một em đền 2 cho chị luôn, anh chị luôn là đền 5 cây khác luôn. Tại vì cái nguyên cái lô này là em chiết nhánh từ sâm trái hết trơn à. Do đó không có lộn sâm bông đâu anh chị ơi. Đó, em về cũng cả gần ngàn cây nha anh chị. Đó, cây rất là, cây này người ta đã vô bầu này 4 5 tháng rồi ha, chứ không phải là mới vô nha anh chị. Đó, cây rất là sống khỏe luôn, đâm chồi đâm rễ tuốt cái này chân nè. Đó. Cây rất là mạnh. Cây thì nó bở cỡ bằng đầu đũa ăn hoặc lớn hơn một chút thì báo cho anh chị là cỡ đầu đũa ăn đi, cho anh chị khỏi phải nữa, nhỏ hơn thì anh chị không cảm. Đó. Thì chiều cao của cái cây á thì tầm 2 gan. Đó, chị ha, tầm 2 gan ha. Đó, cây sống khỏe nè, nè rễ nó ăn bít cái bầu dưới này luôn à. Tại cái này người ta vô cái bầu hơi to nè. Đó, nó ăn rất là mạnh nè. Mà anh chị mấy cây này dài nè, về anh chị uống đổ nè hoặc là uống dán lông nè, kẹp dây nhôm vô anh chị, rất là đẹp ha, chơi cây mini rất là đẹp ha. Đó, mà cây này nhánh nè, đó. Anh em uống cây đổ hoặc cây mini cực kỳ đẹp luôn anh em ơi. Ha, vô cái chậu mini nữa là tuyệt vời ha. Rồi chỉ 6 cây 200.000 em bao ship. Này lô này em mới về nha anh chị. Đó, anh chị nhanh tay thì còn, chậm tay cũng còn luôn anh chị ơi. Rồi cũng cảm ơn anh chị thời gian qua đã ủng hộ em rất nhiều ha. Rồi anh chị nào mà cần sâm trái này ha, 6 cây 200.000 thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876 ha. Rồi xin chào anh chị.